mở hàng năm mới ở cửa khẩu Lạng Sơn. Sáng nay, 3 tháng 2, mùng 3 Tết, hàng hóa đã thông thương qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh. Sau 4 ngày nghỉ Tết nhâm dần, sáng mùng 3 tháng 2, hàng hóa qua biên giới Việt Nam Trung Quốc trên địa phận Lạng Sơn đã thông thương trở lại. Cụ thể, tính từ 8 giờ sáng đến 14 giờ ngày mùng 3 tháng 2, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc, đã có 60 xe chở hàng hoa quả đã làm thủ tục thông quan sang Trung Quốc bán hàng, có một xe nhập khẩu vào Việt Nam. Tại cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng có trên 10 xe ô tô chở quả thanh long, xoài đã sang bên kia biên giới giao hàng. Hiện tại, trong ngày chưa có xe nhập khẩu vào nước ta qua cửa khẩu Tân Thanh. Các đơn vị làm nhiệm vụ tại cửa khẩu như hải quan, biên phòng, kiểm dịch đã nỗ lực làm thêm giờ, tích cực các công việc nhằm giúp các thủ tục thông quan nhanh chóng, thuận lợi. Theo báo cáo của các ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn, năm nay cửa khẩu Tân Thanh và Hữu Nghị mở cửa thông thương hàng hóa sớm hơn 4,5 ngày so với các năm trước để tạo điều kiện cho các mặt hàng nông sản hoa quả chủ lực của ta như mít, xoài, thanh long sớm được có mặt tại thị trường Trung Quốc dịp xuân mới. Hiện nay, trên các cửa khẩu ở Lạng Sơn còn khoảng 700 xe chở hàng chờ thông quan, xuất hàng sang Trung Quốc.